Chào mọi người nha. Hiện tại thì mình đang ở chợ Bà Chiểu, một cái chỗ là rất quen thuộc đối với các bạn hay đi chơi ban đêm hoặc là những cái người lao động ban đêm. Đó là cái mình xin giới thiệu cho các bạn, đó là xôi gà Bà Chiểu. Cái tên quen thuộc là xôi gà Dì Hai đó. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn xem cái món này rất là ngon, rất là đặc biệt. Còn đây là cái bên trong xôi gà của Dì Hai. Cái địa chỉ này cũng dễ tìm thôi, là cái xôi gà Dì Hai này á, là bán sau lưng mặt sau của chợ Bà Chiểu đó. Mọi người cứ đến chợ Bà Chiểu vào tầm khoảng từ 6 giờ chiều cho tới khoảng 9-10 giờ tối á, thì các bạn sẽ gặp hỏi là xôi gà của Dì Hai thì ở đây ai cũng biết. Đây, trước mặt mình đây là Dì Hai. Dì Hai bán xôi nổi tiếng ở chợ Bà Chiểu đây. Đó, trước mặt mình đây. Đây là cái chảo dầu của chị Hai chiên gà để mà bán xôi, nhìn rất là hấp dẫn. Xôi gà ở đây được chiên là lúc nào cũng nóng hết, chiên xong là bán cho khách liền. Trước mặt của mình là cái nước tương của chị Hai. Mình thấy nó khác hơn cái nước tương của mấy cái chỗ khác. Cái nước mắm này sao mình bỏ ớt vô gì hả? Bỏ nước tương. Đặc biệt bỏ múc về cho lại á. Nước tương. Đúng không? Bên tay phải còn là cái gì ở Dì Hai? Tôm khô hả? Tôm khô. Còn đây là thịt heo. Thịt heo gam hả Dì Hai? Xíu.
là xa xíu, gọi là xa xíu. À, mình mới tới khoảng 3 phút thôi mà thấy là khách tới là liên tục, rất là đông. Ở đây là chị hai phải làm xôi trước để cho mọi người tới để mua cho nó kịp, chứ bán rất là đông. Đó, mọi người thấy không? Đến rất là đông, càng về tối thì khách càng đông. Ở đây mình thấy là chị hai bán rất là lẹ, khách vô là chưa được vào khoảng vài giây thôi là đã bán một hộp, vài giây bán một hộp, không có như mấy cái chỗ khác là bán hơi chậm. Ở đây đã chuẩn bị sẵn hết rồi. Ở đây mình bán ngoài xôi gà ra còn xôi gì nữa vậy hai? Xôi giò. Xôi giò. Là chị hai ở đây là bán hai loại xôi, là một là xôi gà và thứ hai là xôi giò nha mọi người. Bán mình đứng đây mình bán thấy bán liên tục luôn, quay không kịp luôn. Đây chị hai bán từ mấy giờ tới mấy giờ chị hai? 6 giờ chiều tới mấy tới khoảng mấy giờ khuya? 10 giờ à. Giờ này là muốn hết rồi. À. Là chị hai bán là từ 6 giờ chiều cho tới 10 giờ khuya nha mọi người. Mình bán bao lâu rồi chị hai? Bán 3-4 năm nay. 3-4 năm nay nha mọi người. Rất là nổi tiếng ở khu vực chợ Bà Chiểu và quận Bình Thạnh này. Một phần bình thường là mình bán bao nhiêu hả dì hai? 20 ngàn. À, còn đặc biệt? 25. Là mình xin nhắc lại là một phần dì hai bán ở đây bình thường là 20 ngàn, còn đặc biệt thêm kêu thêm là 25 ngàn. Đùi gà là 25 là hả chị hai? Đùi gà là 25. Đây mình bán nguyên phần luôn hả chị hai? Lễ là nửa tháng nghỉ nhà. À. Nếu có lễ mệt là nghỉ.
đây thì dì Hai bán từ thứ hai cho tới chủ nhật luôn, chỉ có mấy ngày lễ là nghỉ, có khi không nghỉ nữa. Đó. À, ở đây thì dì Hai bán tất cả là ba loại xôi, là xôi gà đặc biệt với lại xá xíu, xôi xá xíu với lại xôi vò, nhưng mà khi mình tới đây là xôi vò đã hết rồi. Nếu mà các bạn có đi sớm thì có thể thưởng thức được món xôi vò. Cái món xôi gà này nó có cái gì đặc biệt khác với xôi của người ta không dì Hai? Không, bình thường. À, không bình thường. Thấy cái tô thứ thấy thịt nó ngon. Cái hồi mình bán đầu tiên là giá bao nhiêu vậy Hai? Nó bán 10 giờ 17 ngàn. À. Cái 17 giờ à. Lên 20. À. Anh biết cái xôi dì Hai này lâu chưa? Dạ lâu rồi. Lâu rồi. Sinh viên luôn. Thời sinh viên. Dạ. Là mấy năm rồi anh? À, dạ khoảng 2013 tới đây. 2013 tới đây thì dạ. cái hương vị nó tới giờ là nó có khác gì không? À, dạ ổn định. Ổn định. Dạ. Còn giá thì sao anh? Tuyệt vời. Rẻ, bình dân. Rất là rẻ, bình dân ha. Vâng.